Món chiếc đỉnh nắn. Mấy chú Tui
đêm cổ vũ bóng đá. Thuyền ra ngoài tí. Nay là năm không. Ủa nơi chết. Mới tăng nè, mới tăng nè, mới tăng cái bóng xong rồi. Mới chạy phải nắng đẹp. Phải hiểu. Ờ, vào khô, khô, ai đã bán em ơi. Máu rồi.
tè được quả đi. Ê, ê, nó khuế với ngay đi ba má mà. Đó phải ạ. Còn đá nữa thì chỉ. Thôi đi. Cái đi mà mướn ra sao nhầm mà phải đầy cái đi chết cái cá tổ con đàn là từ đây có đôi bông mấy giờ mà khám nghỉ hố sao đang tốt bóng ó bay đang cuồng hiểu ó bay hồi vậy ôi 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 à, tỷ số 1-0 rồi. 1-0. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đang quay.